Sáng nay thì gần 100 cảnh sát đã bao vây, đột kích bắt 70 đối tượng tổ chức đá gà tại một căn nhà kín cổng cao tường nằm trong hẻm sâu ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là trường gà do ông Lê Tiến Đạt sinh năm 1975, ngụ thành phố Phan Thiết làm chủ và đã hoạt động trong thời gian dài với hai bồ gà. Lợi dụng địa thế căn nhà nằm trong hẻm sâu và tường cao 5m, cổng sắt đóng kín, các đối tượng đã tổ chức và đánh bạc bằng hình thức đá gà. Các trinh sát đã vượt tường rào cao, ập vào bắt quả tàng các đối tượng đang đá gà. Khi thấy công an, một số đối tượng đã leo mái nhà, nhảy qua tường hòng bỏ chạy nhưng đều bị bắt giữ. Khoảng 70 đối tượng bị bắt giữ cùng tăng vật là gần 40 con gà nòi cùng tiền mặt, xe máy của các đối tượng và các dụng cụ phục vụ việc đá gà. Tất cả đều được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, xác định vai trò và xử lý theo quy định của pháp luật.